Trung Quốc sắp đưa tàu nghiên cứu khổng lồ ra Hoàng Sa, vi phạm chủ quyền Việt Nam. Tàu tuần duyên Trung Quốc, máy bay chiến đấu tham gia, đeo thang song song ngoài khơi Malaysia. Trung Quốc khoe tàu ngầm kiểu mới. Nga hay Trung Quốc, ai sẽ là kẻ thù chính sắp tới của NATO? Kính chào khán giả đang theo dõi một tin Biển Đông ngày 9 tháng 7 của DKN TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Việt Nam vào ngày 8 tháng 7 đã nói kế hoạch đưa tàu nghiên cứu của Trung Quốc đến quần đảo Hoàng Sa là xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Hai ngày sau khi thông tin về động thái mới nhất của Bắc Kinh được loan tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Lê Thị Thu Hằng đã nói trong cuộc họp báo vào ngày 8 tháng 7, mọi hoạt động thăm dò, nghiên cứu khoa học và khảo sát vùng biển Hoàng Sa mà không có sự cho phép của Việt Nam là xâm phạm chủ quyền và các quyền liên quan của Việt Nam, bất hợp pháp và vô giá trị. Trước đó, vào ngày 6 tháng 7, tờ South China Morning Post đưa tin, tàu nghiên cứu của Đại học Tôn Trung Sơn, tàu nghiên cứu mới nhất và lớn nhất do nhà máy đóng tàu Giang Nam của Trung Quốc chế tạo, sẽ được đưa đến Hoàng Sa vào tháng 10 để tiến hành nghiên cứu về khí quyển đại dương, đáy biển, sinh vật biển và khảo cổ học. Nhà máy đóng tàu Giang Nam cũng là nơi đóng chiếc tàu hàng không mẫu hạm thứ 2 và 3 của Trung Quốc. Vào tháng 8 năm ngoái, khi con tàu được khánh thành, tờ Thời báo Hoàn Cầu của Trung Quốc nói con tàu là nền tảng nghiên cứu khoa học biển hàng đầu của Trung Quốc trong tương lai và đóng vai trò tích cực trong chiến lược phát triển hàng hải của khu vực Vịnh Lớn, Quảng Đông, Hồng Kông, Macau. Theo tờ báo Trung Quốc, con tàu nghiên cứu có chiều dài là 113m, rộng 19,4m và lượng giãn nước khoảng là 6.900 tấn này có khả năng điều hướng toàn cầu trong các khu vực hàng hải, không giới hạn và có thể chở hơn một chục phòng thí nghiệm di động. Trên tàu còn có một bãi đáp trực thăng thuận tiện cho các nhà nghiên cứu khoa học và vận chuyển vật liệu, đồng thời có thể dùng làm bãi đáp cho máy bay không người lái, có thể mở rộng phạm vi quan sát nghiên cứu khoa học. Thời báo Hoàn Cầu nói con tàu có khả năng hoàn thành nhiều loại nghiên cứu khoa học khác nhau, từ đáy biển cho đến bầu trời cao 10.000 mét. Trong khi đó, South China Morning Post cho rằng, việc Bắc Kinh đưa tàu nghiên cứu đến Biển Đông là nhằm thúc đẩy việc khảo sát và thăm dò các vùng biển giàu tài nguyên. Tại cuộc họp báo vào ngày 8 tháng 7, đại diện của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng đã lặp lại phát ngôn đã được đưa ra nhiều lần rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử, khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như là các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam, được xác định phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Thưa quý vị, theo South China Morning Post, một tổ chức tư vấn của Mỹ cho biết sự cố gây tranh cãi khi chứng kiến 16 máy bay quân sự của Trung Quốc đã gần không phận Malaysia vào cuối tháng 5, trùng với hoạt động tương tự của các tàu tuần duyên Trung Quốc trong khu vực, và có thể là một phần của nỗ lực leo thang song song nhằm thách thức các hoạt động thăm dò năng lượng trong khu vực Biển Đông. Những chênh lệch không nhỏ được báo cáo giữa Trung Quốc và các quốc gia có tuyên bố chủ quyền ở Đông Nam Á đang tiếp tục chi tiết trong báo cáo của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á, AMTI được công bố vào hôm thứ Năm, ngày 8 tháng 7 cho thấy, bất chấp những động thái gần đây nhằm đẩy nhanh việc giới thiệu một bộ quy tắc ứng xử đối với đường thủy đang tranh chấp. Trang web Energy Voice vào thứ Năm ngày 8 tháng 7 đã dẫn báo cáo mới nhất của Tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á cho biết, các tàu tuần duyên Trung Quốc đã ngăn cản các hoạt động khai thác một mỏ khí đốt của Malaysia và các chiến đấu cơ Trung Quốc đồng thời đã xâm nhập không phận của đất này. Đây là lần thứ ba trong vòng 18 tháng qua, các tàu tuần duyên Trung Quốc quấy nhiễu việc khai thác dầu khí của Malaysia. Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á nhận định, sự kiện này thêm một lần nữa cho thấy quyết tâm của Bắc Kinh ngăn trở các hoạt động dầu khí của các quốc gia láng giềng ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Và việc xâm nhập không phận cũng không phải là tình cờ, mà chứng tỏ Bắc Kinh sẵn sàng leo thang gây áp lực lên các nước yêu sách chủ quyền Biển Đông để họ phải lùi bước. Energy Voice trích nhận xét của chuyên gia Iron Story thuộc viện ISEES, cho dù Trung Quốc muốn mở rộng quan hệ kinh tế và duy trì quan hệ thân thiện với Malaysia, nhằm buộc Kuala Lumpur ký kết các thỏa thuận khai thác chung, tuần duyên Trung Quốc vẫn gia tăng áp lực qua việc quấy nhiễu các giàn khoan, tàu tiếp nhiên liệu và tàu thăm dò của Malaysia. Sáng kiến Minh bạch Hàng hải châu Á, một bộ phận của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, có trụ sở tại Washington, theo dõi chặt chẽ các diễn biến ở Biển Đông bằng cách sử dụng dữ liệu từ bộ phát đáp, theo dõi và hình ảnh vệ tinh. Dữ liệu này cho thấy một tàu tuần duyên của Trung Quốc hoạt động gần mỏ khí đốt Kasawari, ngoài khơi bờ biển của Malaysia, bang Sarawak, vào ngày 4 tháng 6 cho biết, sau khi một tàu đặt đường ống Malaysia thuê đã đến khu vực này.
AMTI cho biết, con tàu đặt ống mà Malaysia thuê ban đầu bị che khuất bởi một tàu tuần tra dòng Chao Lai, nhỏ hơn mạng số hiệu 5403, trước khi nó được thay thế bằng CCG 5303, một tàu tuần duyên của Trung Quốc, dòng Chao Yuan lớn hơn. Con tàu thứ hai của Trung Quốc vẫn ở trong khu vực, kể cả sau khi tàu Bunga Mas Lima, một tàu phụ trợ của Hải quân Hoàng gia Malaysia, được triển khai trùng với sự xuất hiện của tàu đặt ống đầu tiên, đã quay trở lại căn cứ vào ngày 13 tháng 6, báo cáo cho biết. Tuần trước sau sự xuất hiện của tàu đặt ống thứ hai, CCG 5303 đã đi ngang qua khu vực theo khách cho thấy nó rõ ràng phản đối hoạt động này. Đồng thời cho biết thêm rằng hoạt động tuần duyên của Trung Quốc dường như là đang tiếp tục gần mỏ khí đốt, hơn 1.000 km ngoài khơi bờ biển của Trung Quốc đại lục. CCG 5303 đã vượt qua chưa đến 400 thước Anh, tức là khoảng 365 m, từ Sabura 3.000 và khoảng 200 thước từ một trong những tàu cung cấp ngoài khơi của nó, Beast Ellis. AMTI cho biết trong báo cáo của mình, đây ít nhất là lần thứ ba kể từ mùa xuân năm ngoái, tuần duyên Trung Quốc quấy rối hoạt động thăm dò năng lượng của Malaysia. Điều này một lần nữa chứng tỏ sự kiện của Bắc Kinh trong việc thách thức các hoạt động dầu khí của nước láng giềng trong vùng đặc quyền kinh tế của họ. Báo cáo cho biết cuộc tuần tra trên không của Trung Quốc trước đó có thể không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên và cho thấy Bắc Kinh sẵn sàng tham gia vào một cuộc leo thang song song để gây áp lực buộc các bên tranh chấp khác phải lùi bước. Kuala Lumpur không đưa ra bình luận gì thêm về tập phim và Trung Quốc cho biết các hoạt động được báo cáo là một phần của huấn luyện bay thường lệ rằng không nhắm mục tiêu vào bất kỳ quốc gia nào và tuân thủ luật pháp quốc tế. Thưa quý vị, đội ngũ nghiên cứu của Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân đã tiến hành thử nghiệm tàu ngầm robot không người lái ở vùng biển dường như là gần eo biển Đài Loan cách đây hơn một thập niên, theo báo cáo vừa được giải mật. Vẫn chưa rõ tại sao Trung Quốc giờ đây quyết định giải mật một phần dự án do quân đội tài trợ, theo đó đặt mục tiêu phát triển tàu ngầm robot không người lái có thể nhận dạng, bám đuôi và tấn công tàu ngầm địch mà không cần mệnh lệnh của con người, theo tờ của South China Morning Post đưa tin vào ngày 8 tháng 7. Tuy nhiên, quyết định trên phần nào có liên quan đến căng thẳng đang leo thang tại eo biển Đài Loan trong thời gian gần đây. Các nước như là Mỹ, Nhật Bản đã lần lượt đề cập khả năng can thiệp quân sự nếu Trung Quốc sáp nhập Đài Loan bằng vũ lực. Cuộc thử nghiệm năm 2020. Trong báo cáo về dự án trên, giáo sư Liang Gulong và các đồng sự thuộc Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân cho hay, tàu ngầm robot được lập trình để tuần tra ở độ sâu 10 m cách mặt nước biển, theo hành trình đã định sẵn. Tại một địa điểm thử nghiệm khác, các nhà nghiên cứu thả một mục tiêu mồi phát ra âm thanh của tàu ngầm. Ngay sau khi bắt được tín hiệu từ xa, tàu ngầm robot đã lập tức chuyển sang chế độ chiến đấu và bật các thiết bị sonar để lọc âm thanh nhiễu để nhận dạng đối phương. Khi xác định được mục tiêu, nó khai hỏa ngư lôi về phía tàu ngầm đối thủ. Vì lý do an toàn, ngư lôi dùng trong thử nghiệm không được cài chất nổ. Theo giáo sư Liang, một cuộc thử nghiệm trên được triển khai vào năm 2010, theo sau các dự án bắt đầu từ thập niên 1990. Đây là nỗ lực đầu tiên của Trung Quốc nhằm thực hiện vụ bám đuôi, đánh chìm một tàu ngầm mà không cần sự hiện diện của con người trong môi trường biển. Viễn cảnh bày tàu ngầm robot. Hiện các tàu ngầm robot chủ yếu hoạt động độc lập, nhưng nếu tiếp tục nâng cấp, chúng có thể phối hợp tác chiến theo bầy, theo các nhà nghiên cứu. Bên cạnh đó, một phiên bản của tàu ngầm có thể được neo vào thềm biển và kích hoạt vào thời điểm bùng nổ xung đột hoặc là chiến tranh. Theo các nhà nghiên cứu của Trung Quốc, nhu cầu chuẩn bị cho chiến tranh trong lòng biển tương lai đã mang đến những cơ hội mới trong việc chế tạo các nền tảng không người lái. Dù nhóm chuyên gia Trung Quốc không cung cấp vị trí thử nghiệm tàu ngầm robot không người lái, nhưng dựa trên bản đồ mà họ cung cấp, vị trí thả thiết bị được cho là ngoài khơi của tỉnh Phúc Kiến, gần hoặc thậm chí là nằm trong eo biển của Đài Loan. Đại học Kỹ thuật Cáp Nhĩ Tân là viện nghiên cứu công nghệ tàu ngầm hàng đầu của Trung Quốc và báo cáo được đăng trên chuyên san của trường đại học Journal of Harbin Engineering University. Thưa quý vị, theo cựu tổng thư ký NATO Andrew Ford Rasmussen, vào năm 2021, Hoa Kỳ và các đồng minh đứng trước một cơ hội chỉ có được một lần trong thế hệ, đó là đảo ngược lại thế co cụm của các nền dân chủ trước các chế độ độc tài như Nga và Trung Quốc. Nhưng bắt đầu bằng đối thủ nào? Nga hay Trung Quốc? Ngụy sang Lehman Diplomatiki dẫn nhận định của cựu tổng thống thư ký NATO Andrew Ford Rasmussen, vào năm 2021, Hoa Kỳ và các đồng minh đứng trước một cơ hội chỉ có được một lần trong một thế hệ, đó là đảo ngược lại thế co cụm của các nền dân chủ trước các chế độ độc tài như Nga và Trung Quốc. Nhưng muốn vậy, các nước dân chủ lớn phải đoàn kết lại. Cách đây một thế hệ, các nước này đã tấn công vào Afghanistan, Iraq, bây giờ là lúc phải tính đến các đối thủ hùng mạnh hơn. Nhưng bắt đầu bằng đối thủ nào?
đối với đảng Dân Chủ Mỹ, kẻ thù trước hết là Nga, vì suốt 4 năm qua họ không ngừng nhắc đi nhắc lại, nhất là Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi, rằng với Donald Trump, tất cả các ngã đường đều dẫn đến Putin. Về phía đảng Cộng Hòa, họ ăn miếng trả miếng bằng khẩu hiệu Biden-Bắc Kinh. Bởi vì Hunter Biden, con thứ của Joe Biden, làm ăn với Trung Quốc và toàn cầu hóa kiểu dân chủ chỉ làm lợi cho Trung Quốc. Biển Đông, Đài Loan, Tân Cương và Hồng Kông, các thách thức cho Mỹ vào ngày 10 tháng 12 năm 2019, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã cảnh báo với thế giới. Ông Tập Cận Bình để mắt đến từng người trong chúng ta. Ông lần lượt tấn công vào số 40.000 sinh viên Trung Quốc đến Mỹ du học hàng năm. Trong đó có một số bị đánh cắp bí mật công nghệ và khoa học. Đến nhiều trường đại học Mỹ đã bị Bắc Kinh mua đứt. Và sản phẩm Huawei mà mỗi người sử dụng đều rơi vào tay an ninh Trung Quốc. Phe Cộng Hòa tố cáo 4 năm hoang tưởng chống Nga của Dân Chủ. Biển Đông, Đài Loan, số phận người Duy Ngô Dĩ, Hồng Kông, tất cả các hồ sơ này sẽ là thử thách cho quyết tâm chống Trung Quốc của chính quyền mới. Ông Rasmussen cho rằng các đồng minh đang lo lắng sẽ xếp hàng dài trước cửa của ông Joe Biden. Nhưng theo The Lehman Diplomatic, tham gia một liên minh do một cường quốc tâm lý không vững vàng lãnh đạo, họ sẽ không sớm tìm được sự yên tĩnh. Phòng thủ chung châu Âu không thể thay thế NATO. Về phía châu Âu, người đứng đầu NATO từ 6 năm qua khi trả lời phỏng vấn Leopold đã nhấn mạnh một cơ chế phòng thủ chung cho liên minh châu Âu không thể nào thay thế được NATO. Theo ông Rasmussen, NATO là một tổ chức biết nhanh chóng thích ứng theo sự thay đổi của thế giới. Trong suốt 40 năm, Minh ước Bắc Đại Tây Dương đã ngăn chặn được Liên Xô và sau khi bức tường Berlin sụp đổ đã góp phần chấm dứt chiến tranh ở Balkan, Bosnia và Kosovo. Sau các vụ tấn công vào ngày 11 tháng 9 năm 2001, NATO đã đi tiên phong trong cuộc chiến chống khủng bố và góp vào việc đánh bại tổ chức nhà nước Hồi giáo. Và sau vụ Nga sáp nhập bất hợp pháp Crimea, NATO đã tăng cường quốc phòng chung. Cựu tổng thư ký NATO không cho Nga là một mối đe dọa trước mắt dưới dạng tấn công quân sự, nhưng Moscow cũng đang dùng sức mạnh quân sự để lấn át các nước láng giềng như là Ukraine, Georgia. Mưu toan can thiệp vào các tiến trình dân chủ ở Mỹ, Pháp, đứng sau các cuộc tấn công tinh học vào Quốc hội Đức, Na Uy và đầu độc ở Anh. Nga đã sở hữu vũ khí nguyên tử và hỏa tiễn có thể nhắm vào châu Âu. Bóng dáng đầy đe dọa của Trung Quốc. Ngược lại, ông Rasmussen nói rằng không coi Trung Quốc là đối thủ. Bắc Kinh mang lại nhiều cơ hội kinh tế đồng thời có ngân sách quốc phòng thứ nhì thế giới. Sở hữu các loại vũ khí có thể tấn công vào tất cả các đồng minh của NATO. Nhưng ông không muốn NATO can thiệp vào Biển Đông hay trở thành một liên minh toàn cầu, mà chỉ luôn là liên minh khu vực giữa Bắc Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên, cựu tổng thư ký NATO cũng nhìn nhận sự cất cánh của Trung Quốc cho thấy các nước sẽ phải đối mặt với nhiều mối đe dọa. Cái bóng của Bắc Kinh đang tiến gần. Trung Quốc hiện diện cả tại Bắc Cực, châu Phi, đầu tư ồ ạt vào cơ sở hạ tầng châu Âu và có mặt trên không gian mạng và trên vũ trụ. Rasmussen cho rằng cần phải quan sát cách hành xử của Trung Quốc về tự do hàng hải, chẳng hạn như là trên Biển Đông, vì điều này rất quan trọng. Sự bành trướng của Bắc Kinh cho thấy phương Tây không thể ở thế đơn độc và không nên chia rẽ giữa châu Âu với Hoa Kỳ. Đứng cùng với nhau, Hoa Kỳ và châu Âu chiếm đến 50% sức mạnh kinh tế và quân sự của toàn thế giới. Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực quá bom tự do mậu dịch châu Á. Khi ký Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực với 14 nước châu Âu, Trung Quốc đã ghi điểm trước Mỹ. Ngụy Sang Pháp cho phần mỉa mai khi nhắc lại câu nói của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường cho đây là chiến thắng của đa phương và tự do trao đổi. Tự do mậu dịch toàn thế giới, đoàn kết lại. Chiếm 30% sản phẩm thế giới, 28% thương mại quốc tế và 2,2 tỷ dân. RCEP là hiệp định lớn nhất từ trước đến nay. Và không có Hoa Kỳ, một sự đảo lộn lịch sử khi Trung Quốc ngự trị tại khu vực Đông Nam Á, vốn thù ghét Bắc Kinh. Nhất là Trung Quốc yêu sách gần như là toàn Biển Đông, tạo ra xung đột vì chồng chéo với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và Indonesia. Mãi đến nay, quy tắc ứng xử trên Biển Đông vẫn bế tắc như sự cố liên tục xảy ra. Hiệp định bao gồm 521 trang bằng tiếng Anh, đưa ra lịch trình hủy bỏ thuế quan và quota. Không có tiêu chí nào về môi trường, y tế và xã hội. Thường thì việc ký một hiệp định tự do mậu dịch đều hứa hẹn tăng trưởng, thế nhưng với RCEP, các chuyên gia chỉ ước lượng từ 0,2 cho đến 0,4%. Trên thực tế, đa số đều đã có các hiệp định song phương với các khối nước lớn và các đặc khu kinh tế nở rộ với 700 ở Đông Nam Á và 2.500 tại Trung Quốc. Lợi ích chủ yếu nằm ở tầm vóc chiến lược vì RCEP đặt Bắc Kinh vào trung tâm địa chính trị. Nhà cựu ngoại giao Singapore Kishore Mahbubani công nhận RCEP là một hiệp định thương mại loại thấp,
nhưng dù sao vẫn là bước ngoặt lớn trong lịch sử. Cho đến nay có 3 tầm nhìn hợp tác tại châu lục là châu Á Thái Bình Dương, Ấn Độ Thái Bình Dương và Đông Á. Kính thưa khán giả, một tin Biển Đông của Dekana TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.